Khoảng 8 giờ 45 phút sáng nay, ngày 18 tháng 1, ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Đào Xuân Yết ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ cháy lớn. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà số 95 và 97 của gia đình ông Yết, 74 tuổi, nên hô hoán các hộ dân xung quanh dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Lúc này, ông Yết đang ở trên tầng 2. Rất may, hai cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Đắk Lắk đang đi làm nhiệm vụ đã kịp thời phá cửa, đưa cụ Yết ra khỏi đám cháy an toàn. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã huy động 6 xe cứu hỏa và hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy. Đến 9 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng rất nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đám cháy bốc lên từ tầng hầm, có chứa nhiều xe mô tô, đồ điện tử đã qua sử dụng. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.